Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về chim đi Yamaha model là RSV775, một trong những dòng âm ly thế hệ đời mới, hỗ trợ tín hiệu đa kênh 7.2 và dòng này tích hợp rất nhiều công nghệ hiện đại, hỗ trợ kết nối mạng internet. Anh em có thể điều khiển từ xa bằng smartphone và chơi nhạc không dây bằng AirPlay từ những thiết bị iPhone, iPod. Và nó sẽ có cổng kết nối HDMI với chuẩn mới là 1.4 và sẽ hỗ trợ video 3D, chức năng ARC và video 4K Ultra HD luôn nha. Và ngoài ra nó vẫn có cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Và đặc biệt là dòng này thì nó sẽ có thêm chức năng là chơi Yupi. Thì với Yupi này thì anh em có thể chơi nhạc số, nhạc loa LED chất lượng cao và ta chép nhạc vào cái thẻ nhớ Yupi này để chơi trực tiếp nhạc loa LED. Và loa LED là một trong những định dạng audio cao cấp nha. Chất lượng tương đương của nó là tương đương với những cái đĩa CD gốc nha. Rồi nó sẽ có khả năng để chơi nhạc bằng 7 kênh loa khá là hay để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Và đây là chiếc amply dòng xuất châu Âu, điện áp là 220V cho tới 240V. Và nó sẽ hỗ trợ cái trợ kháng loa từ 4 ohm cho tới 16 ohm, dải loa rất là rộng nha, không kén loa. Và đối với công suất ra loa, loa 4 ohm của nó lên tới là 160W và loa 8 ohm là 140W, vẫn rất là khỏe nha. Điện áp 220V và công suất tiêu thụ điện là 270W. Về kích thước của máy là chiều ngang của nó là 435mm và chiều cao 171mm và chiều sâu là 368mm, trọng lượng là 10,8kg. Và bên trong chiếc này thì nó sẽ tích hợp bộ dàn mạng ADAC Panrao 192kHz 24bit. Thì chip in round đó là một trong những chip dàn mạng ADAC cao cấp và đã được anh em audio đánh giá rất là cao về chất âm của nó nha. Và nó có đầy đủ cái cổng rè luôn, ta có thể sử dụng nó như là một cái bộ dàn mã DAC non bộ rẻ trong đồng giá. Rồi bây giờ thì em sẽ test cái cổng vào cổng HDMI số 1 nha. Anh em có thể lấy tín hiệu từ một cái đầu đĩa HD đưa vào. Chất âm của con này khá là hay bởi sự hỗ trợ của bộ điều chỉnh Equalizer, chỉnh bass chép và chip DAC bên rau nha. Cái cổng vào, cổng HDMI, cổng quang và cổng analog nha. Thì chút nữa em sẽ quay cái kết nối phía sau cho anh em xem. Và tiếp theo nữa là em sẽ test cái khả năng để chơi nhạc số, nhạc loa LED chất lượng cao nha. Và ta sẽ có khả năng điều khiển bằng remote nè. Remote là có thể chuyển cái ngõ vào USB nè. Đây là remote zin theo máy luôn nha. Rồi ta có thể chuyển từ smartphone. Anh em cài về giùm em là cái phần mềm Yamaha AV Control nha.
Rồi ta sẽ chuyển cái ngõ vào nè, đầu vào nè, chuyển sang là UP nè, UP nha. Rồi khi mà chiếc amply của chúng ta được kết nối với màn hình HDMI thì nó sẽ hiển thị những cái thông tin của UP ở trên cái màn hình nha, nên chúng ta dễ dàng điều khiển hơn. Rồi ta sẽ chọn các bài nè, nhập lắc nè, lắc nha, lắc nè. Rồi nhấn qua bài nha. Rồi đó là khả năng để chơi nhạc số, nhạc lót đáp chất lượng cao nha. Rồi tiếp theo em sẽ test các chức năng để chơi AirPlay từ những thiết bị iPhone, iPod nha. Rồi ta sẽ vào cái nội dung của YouTube nha. Đây, từ cái biểu tượng phát không dây. Rồi sẽ chờ những vào quảng cáo nha. Đổi qua. Từ cái biểu tượng phát không dây thì anh em nhấn vào giùm em các thiết bị AirPlay và Bluetooth. Yamaha RX-V775, chọn vào Yamaha AirPlay Connect. Rồi nó đã chuyển sang AirPlay rồi. Trên màn hình của HDMI cũng hiển thị lại AirPlay. Rồi em sẽ trở về cái màn hình bên ngoài. Rồi đã phát AirPlay nha. Đó là cái khả năng để chơi nhạc AirPlay từ iPhone nha. Truyền âm thanh rất là hay, nó sẽ không kém chất lượng so với cái Bluetooth nha. Và em xin giới thiệu một vài cái thao tác sử dụng đối với cái dòng Yamaha RX-V775. Thì về cái chi tiết cài đặt thì em có thể tham khảo thêm ở trên kênh của em, đã có rất là nhiều video hướng dẫn chi tiết nha. Như anh em đã thấy, để điều chỉnh bass chép thì ở đây nó sẽ có nút option nè. Option thì nó sẽ trổ xuống những cái menu. Ở đây anh em có thể là nhìn là tone control và ta nhấn enter để có thể chỉnh chép nè. Những mũi tên trái phải để chỉnh chép và chuyển xuống mũi tên để trái phải chỉnh bass. Sau khi chỉnh xong thì ta sẽ nhấn nút trở ra nha. Đó là cái chức năng chỉnh bass chép. Và tiếp theo nữa là volume trim. Đây là volume của cái đầu vào. Anh em có thể tăng giảm, nếu mà như cái đầu vào của chúng ta nhỏ nha, sẽ tăng giảm cái volume này lên. Đó là volume trim. Còn để điều chỉnh equalizer thì chúng ta phải nhấn là on green. Đối với cái dòng Yamaha RX-V775 thì bắt buộc chúng ta phải kết nối màn hình HDMI thì ta mới có khả năng để điều chỉnh và cài đặt thông số. Bởi vì thông số nó sẽ hiển thị rất là nhiều nên trên cái màn hình này nó không hiển thị đủ nha. Và nó sẽ hiển thị trên màn hình HDMI. Và ta di chuyển lên mục setup nha. Vẫn sử dụng là mũi tên trái phải lên xuống setup. Ở một speaker setup đây, ta sẽ nhấn trái phải nha, speaker setup, di chuyển xuống là menu setup, enter. Rồi, chọn loa lớn, volume từng cái loa nè, chọn một EQ nè, chọn menu nè. Rồi, tại đây thì ta có thể nhấn enter vào để chọn loa phong, NL. Rồi, ta sẽ di chuyển mũi tên trái phải nè, để chỉnh, chọn dãy tần, mũi tên lên xuống để chỉnh volume của dãy tần. Và ở đây em sẽ ưu tiên chỉnh cái dãy tần bass, dãy tần chép và dãy tần mid nha. Rồi anh em nhìn cụ thể ở trên đây thì mới thấy rõ nha. Đây. Rồi tương tự như vậy thì ta sẽ chỉnh cho loa phong NL, loa phong R nha. Đó là cái phương pháp để chỉnh equalizer cho từng kênh. Bắt buộc chúng ta phải kết nối màn hình HDMI nha. Cái cam con này khá là hay nha anh em, và đặc biệt là nó sẽ chơi điện trực tiếp 220-240V trực tiếp tại gia đình, không cần phải qua cục đỡ nguồn nha. Chip DAC bên rau luôn, cực kỳ hiếm có. Rồi sau khi cài đặt xong thì ta sẽ nhấn trở ra, đó là chức năng điều chỉnh EQ.
nhấn on green nữa thì nó sẽ tắt nha. Hiện tại là đang ở vị trí là AirPlay. Rồi em sẽ chuyển sang cái cổng là HDMI số 1. Rồi ta vẫn có thể sử dụng nút gen nè. Rồi nam nhấn mũi tên trái phải nha, để lựa chọn chế độ là nghe nhạc 7 kênh loa. Ta sẽ nhấn nhiều lần nha, 2 kênh, 7 kênh nha. Con này về đẹp long lanh góc cạnh luôn nha nam. Phần trên được thiết kế là gương bóng piano và phần dưới được thiết kế là bằng kim loại nha. Rồi em sẽ mở volume lớn lên, chọn chế độ 7 kênh để test từng loa luôn nha nam. Chính nha, loa center, loa surround, loa surround. Rồi ta phải mở vào bên trong cài đặt nha. Vào bên trong cài đặt thì sẽ mở cái phần surround này lên. Đây là cổng network, cổng mạng LAN. Ta kết nối để có thể điều khiển từ xa bằng smartphone cũng như là chơi nhạc AirPlay nha. Cổng HDMI in tín hiệu từ đầu đĩa HD đưa vào, out sẽ xuất sang TV có chức năng ARC. Video 4K luôn nha. Rồi đây là cổng quang tín hiệu từ Smart TV xuống và cổng analog cho nhạc từ đầu đĩa. Đặc biệt là con này sử dụng chip giải mã DSC bên trong nên cái phần giải mã DSC nó khá là hay nha. Riêng cái phần giải mã này thì cũng rất đáng đồng tiền. Trong tầm giá 4 triệu thì sẽ không có một cái bộ giải mã DSC nào có thể so được chất lượng và chất âm của cái con này nha. Yamaha RX V75 điện áp 220V 270W nha. Rồi máy đẹp long lanh góc cạnh, rất là đáng sở hữu và sưu tầm một dòng âm ly thế hệ đời mới nha. Giá con này mới cũng còn khá là cao nha nam. Dòng âm ly network nha, có khả năng để chơi mạng nội bộ nè, bằng dữ liệu nội bộ iPhone, iPod bằng AirPlay, rất là hay nha. Rồi anh em muốn sở hữu chiếc âm ly Yamaha RX-V775 hoạt động hoàn hảo mọi chức năng, điện áp 220V, chơi điện trực tiếp tại gia đình thì có thể liên hệ với số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.